Tuần qua tại phiên chợ xanh tử tế, công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst Trường Vinh, một trong những doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, đã đến giới thiệu nhiều dòng sản phẩm và được người tiêu dùng đánh giá cao, tin tưởng chọn mua. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst Trường Vinh đem đến giới thiệu nhiều sản phẩm như xúc xích đồng quê, xúc xích chipolata bò, xúc xích heo sông khói, đùi heo sông khói, dăm bông sông khói, xúc xích tỏi, dăm bông bò sông khói, dăm bông heo cuốn, ba rọi sông khói. Ernst Trường Vinh là một doanh nghiệp liên doanh Việt Nam Thụy Sĩ. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Đức. Nhà máy được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng FSSC 22.000 HACCP. Trong hai ngày cuối tuần tại phiên chợ xanh tử tế, khách hàng mua nhiều nhất là hai sản phẩm, xúc xích Thụy Sĩ và dăm bông. Hôm nay Ernst Trường Vinh tới phiên chợ xanh tử tế thì cũng đưa đến cho tất cả mọi người để giới thiệu tới cái sản phẩm xúc xích làm từ công nghệ Thụy Sĩ. Công ty Ernst Trường Vinh thì hình thành từ năm 2001 đến nay. Thì tất cả công nghệ đều nguyên vật liệu của gia vị được nhập từ Thụy Sĩ. Hàng của công ty Ernst Trường Vinh thì đạt được giấy chứng nhận hàng Việt Nam chuẩn hội nhập. Ngoài cái giấy chứng nhận này thì bên Ernst Trường Vinh còn đạt được cái giấy ISO HACCP và giấy chứng nhận FSCC của 2000. Hàng của Ernst Trường Vinh thì sẽ được bán tất cả ở các hệ thống siêu thị Metro, Co.op, Big C, Lotte và các hệ thống siêu thị chuỗi. Ở phiên chợ xanh tử tế thì người tiêu dùng vẫn thiên về xúc xích Thụy Sĩ, xúc xích sông khói, hương vị châu Âu nhiều hơn là xúc xích đồng quê. Và dăm bông người ta cũng mua về ăn liền với bánh mì và salad. Gần Tết này, chị đem về quê chị sử dụng. Đi vận chuyển nó dễ hơn, hàng chín để ăn đồ nguội nó tiện lợi hơn. Còn có thể mua bánh mì sandwich ăn được. Nếu mà nói mà để đi chợ thì cái này là nên đông hơi lạnh một chút. Tại vì khi mà vận chuyển về nhà nó hết lạnh thì nó có sẽ nó nguy hiểm hơn á. Cái bao bì á, cái trang trí của nó đó thì nó ok được. Tôi thì ăn xúc xích thì mấy cái loại này thì cũng nhiều cái nó cũng giống như các sản phẩm ở thương hiệu khác. Nhưng mà thấy có cái đồng quê này nè, có cái vị nó lạ mà nó đỡ ngán hơn. Cụ thể thì là ăn thì là nó thơm và nó có nhiều vị cay của tiêu giống như có lá lốt, có vị lá lốt nữa. Cho gia đình ăn và nhà có cháu nhỏ thì mà cháu nó biết ăn tiêu cay cay nên là mua thử đó cho cháu ăn. Cũng tại phiên chợ xanh tử tế, dự án hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập còn thực hiện game show để thu hút khách hàng đến khu vực này. Các game show tập trung vào nội dung về chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập. Phần thưởng cho người trả lời đúng là những sản phẩm xúc xích của doanh nghiệp Ernst Trường Vinh.